thì nhiều anh chị cũng như là rất là nhiều khách hàng ghé cửa hàng em nhờ em chỉnh lại cái nút ảo ở dưới đây. Thì như anh chị cũng biết là đối với một số người lớn tuổi cũng như là một số khán giả cũng như là khách hàng, mà khi mà sử dụng cái điện thoại á, mà có cái nút tùy chỉnh, ví dụ như là anh chị có những cái nút như thế này nè, thì ở đây là gọi là những cái nút ảo. Ví dụ như đây là nút trở về nè, anh chị thấy đây là nút trở về, đây là nút home nè, còn đây á là cái nút đa nhiệm đấy. Thì bình thường á mình sử dụng ba cái nút này quen rồi, và khi mà mình vô tình hoặc là con cháu mình gì đó mình sử dụng mà nó bấm qua cái cách thao tác như iPhone như thế này nè, thì người dùng gần như là không biết sử dụng. Thì hôm nay trong cái chủ đề video này, kênh YouTube Giang Huy Chính Ba sẽ hướng dẫn anh chị cái cách mà bật lại cái nút ảo cho sao cho dễ sử dụng. Đây đây gọi là cái nút ảo nha anh chị. Còn ở đây á, là cái này là thao tác vuốt đó. Ví dụ như anh chị đang sử dụng, nhìn chị vuốt ra thì cái cảm giác mà anh chị á, rất khó xài luôn, xài vô cùng khó, khiến cho những cái anh chị á, mà không quen sử dụng không được. Còn nếu như anh chị nào mà xài quen thì nó cũng rất là hay, đặc biệt là các bạn trẻ. Ví dụ như cái thao tác vuốt như thế này á, thì khi mà anh chị sử dụng một cái tính năng gì đó thì anh chị không cần bấm vô đây, mà anh chị chỉ cần vuốt từ bên phải qua bên trái nè, đấy là nó trở về, hoặc là từ bên trái qua bên phải nó thoát ra luôn, ví dụ vậy. Anh chị thấy không? Đó, rất là hay. Nó cũng có cái hay chứ không phải là không hay. Thì anh chị, nếu mà anh chị vô một cái ứng dụng á, khi mà anh chị thoát ra ngoài một cái ứng dụng nào đó mà không còn thoát được nữa, thì anh chị vuốt thêm cái nữa nó ra ngoài luôn. Đây cũng là một cái rất là hay luôn, chứ không phải là nó không hay. Có điều là mình sử dụng không quen, đặc biệt là những cái cô chú lớn tuổi là xài không quen. Và em hay chỉnh lại cái phím ảo ở bên dưới rất là nhiều luôn, rất là nhiều người ra nhờ luôn. Và hôm nay thì sẵn tiện hôm nay buổi chiều này có chỉnh cho hai hai vị khách quen của Gia Huy, thì Gia Huy sực nhớ ra, và hôm nay Gia Huy sẽ hướng dẫn cho các cô chú cũng như là các anh chị đang xem YouTube cái cách thực hiện rất là đơn giản. Thì đầu tiên á, anh chị phải xem được là cái điện thoại của mình nó đang xài hệ điều hành bao nhiêu, là anh chị chỉ cần kéo xuống cuối cùng vào trong cái mục giới thiệu thiết bị, và anh chị xem coi coi cái bảng phiên bản Android nè. Ở đây nó có cái phiên bản Android, anh chị thấy không? Ở đây phiên bản Android là 12, còn một số cái máy thì nó sử dụng Android 11. Đấy, anh chị cũng kéo xuống cuối cùng và anh chị bấm vào mục giới thiệu điện thoại luôn, bấm vào đây, và anh chị phiên bản Android nè là 11. Anh chị xem nha, đây là Android 11 nè, đây là Android 12. Thì Android 11 và Android 12 hai cách làm nó hoàn toàn khác nhau, chứ nó không có giống nhau. Chính vì thế em mới kêu anh chị là coi xem cái máy của mình là Android 11 hay Android 12. Và sau khi anh chị xem xong thì anh chị cứ bình tĩnh và xem lần lượt em hướng dẫn trên cái Android 12, xong em sẽ hướng dẫn Android 11. Trước mắt anh chị đây là cái chiếc máy sử dụng Android 12. Đấy, đây là Android 12. Anh chị vào cái chữ phiên bản Android nha. Đây là phiên bản Android 12. Thì cái cách làm trên phiên bản Android 12 như sau. Đầu tiên thì mình vào trong cái mục cài đặt. Sau đó mình vào cài đặt hệ thống. Anh chị kéo xuống, anh chị kiếm cái chỗ cài đặt hệ thống. Ở đây nó hiện lên cái dòng cài đặt hệ thống nè. Anh chị tích vào đây. Xong, anh chị chọn cái dòng đầu tiên, đó chính là điều hướng hệ thống. Anh chị tích vào đây giùm em. Tích vào. Thì khi á, ở đây nó hiện lên cái chỗ là cử chỉ, ở bên đây nó đang tích xanh, nghĩa là anh chị đang cử chỉ vuốt như thế này. Đó, đang cử chỉ vuốt. Thì anh chị vào trong cái mục điều hướng hệ thống và anh chị chọn là cái nút giúp em. Khi mà anh chị chọn cái nút xong, anh chị nhìn ở bên dưới này, nó đã ra ba cái nút ảo rồi. Cái nút ảo này nó còn một cái hay nữa đó, là nó tùy chỉnh cho anh chị thuận tay nào thì xài bên cái tay nấy. Thì ví dụ như hiện tại anh chị sử dụng thuận tay phải thì anh chị hay sử dụng cái phím trở về ở bên tay phải nè. Còn nếu mà anh chị sử dụng thuận tay trái thì anh chị có thể chọn xuống dưới để sử dụng cái nút trở về bên tay trái. Đây là một cái điều rất là hay và cho mình một cái lựa chọn vô cùng phong phú luôn.
đấy anh chị xem, rất là đơn giản, không có cái gì khó cả. Và em sẽ hướng dẫn lại anh chị một lần nữa, đó là anh chị vào trong mục cài đặt, anh chị vào cài đặt, sau đó anh chị vào cài đặt hệ thống. Đây anh chị vào đặt cài đặt hệ thống, và anh chị chọn vào cái nút điều hướng hệ thống. Đây nó đang cử chỉ như thế này, và anh chị chỉ cần bấm vào cái nút thế là xong, và anh chị bấm trở về, và anh chị tận hưởng cái thành quả mà anh chị tự làm được, là thật sự anh chị rất là vui. Và cũng thật tình mà nói thì đối với những cô chú anh chị thì xài cái này quen rồi thì đây là một cái nó dễ xài thật, chứ không phải là em nói điêu, mà là thật sự xài quen cái này rồi thì thấy nó tuyệt vời hơn. Những cái thao tác vuốt rất là nhiều, thao tác vuốt thì chỉ thích hợp với các bạn trẻ thôi. Và đó là cái cách làm của anh Goi 12. Còn đối với anh Goi 11 thì anh chị làm như sau. Đây em sẽ hướng dẫn cho anh chị làm anh Goi 11. Đây anh chị xem, đây là phiên bản anh Goi 11. Và mình trở về. Đó em đã bật sẵn cái tính năng đó rồi, cái tính năng thao tác vuốt rồi. Đối với anh Goi 11 á, thì anh chị vào trong cái mục cài đặt, sau đó anh chị vào công cụ và tiện lợi. Đấy anh chị kéo lên, anh chị thấy ở đây nó có một cái dòng gọi là công cụ và tiện lợi, anh chị tích vào. Thì khi mà anh chị tích vào á, nó sẽ hiện lên cái nút đầu tiên gọi là điều hướng. Anh chị tích vào cái nút điều hướng ở đây này, và anh chị chọn vào cái dòng ở thứ hai, từ trên xuống thứ hai, cái chữ ngay chỗ cái chữ nút ảo nè, anh chị tích vào. Thì anh Goi 11 và anh Goi 12 gì đi chăng nữa thì nó cũng cho anh chị hai cái tùy chọn, đó là tùy chọn một á là cái phím back, cái phím trở về nó nằm bên phải, và hai là cái phím trở về nó nằm bên trái. Đó chỉ có vậy thôi. Thì anh chị chọn xài sao quen thì anh chị tùy chọn. Thế là xong. Và em sẽ hướng dẫn nhẹ nhàng và chậm lại một chút nữa cho các anh chị dễ làm, là anh chị vào cài đặt, sau đó anh chị vào công cụ tiện lợi, anh chị kéo lên, chọn ngay chỗ các công cụ và tiện lợi nè, bấm vào, và cái dòng đầu tiên là điều hướng, sau đó anh chị bình thường nó đang là cử chỉ vuốt thì anh chị chọn xuống nút ảo là dòng thứ hai, và anh chị trở về, và anh chị tận hưởng thành quả thôi. Thế là xong. Video này rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Và anh chị xem video nếu thấy hay thì anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để tạo cái động lực động viên cho em. Chứ thật ra thì anh chị bấm đăng ký kênh thì anh chị sẽ nhận được những cái video hay cũng như là video hữu ích. Khi mà em ra một cái video mới thì anh chị sẽ nhận được cái thông báo là em vừa ra video. Chứ cái kênh, chứ thật sự là rất là nhiều khách hàng đưa ra cho em những cái yêu cầu và đòi hỏi rất là lớn để em làm những cái video theo yêu cầu của những người đó, xong rồi người đó sẽ đăng ký kênh cho em. Nói thật anh chị là nếu như anh chị đăng ký kênh thì em cũng không được bất kỳ một cái gì cả. Có điều là em đạt được, khi mà em đạt được 100.000 lượt đăng ký thì em sẽ nhận được nút bạc. Và cái quá trình nhận được nút bạc thì em cũng không được một cái đồng nào trong cái nút bạc đó luôn, mà cái nút bạc đó chỉ là giống như là một cái bằng khen, một cái huy chương tặng để cho em làm kỷ niệm, để cho em ghi dấu cái mốc mà em đạt được cái thành quả đó. Chứ ngoài ra là anh chị có đăng ký kênh thì em cũng không có được tiền, hay là em cũng không có nhận được bất kỳ một cái gì hết. Mà anh chị đăng ký kênh sẽ mang lại cho em một cái cảm xúc cũng như là một cái tự tin để ra nhiều video hơn, để mang tới những cái trải nghiệm mới cho những cái khán giả trên cái kênh YouTube của em. Và đặc biệt là rất là nhiều khán giả yêu cầu em làm những cái video theo yêu cầu của họ. Và nói thật em cho em xin phép từ chối, bởi vì em không có thời gian. Và một khi mà đã làm một cái video theo yêu cầu của một khách hàng nào đó thì mình phải nghiên cứu và mình phải làm sao để cho một cái video mà khách hàng xem, khách hàng có thể làm được liền và khách hàng thật sự dễ làm. Nhưng mà những yêu cầu đấy là những yêu cầu của đa số những cô chú anh chị lớn tuổi, thì đấy là thật sự là em không có đáp ứng được. Thà là anh chị tới cửa hàng để em giải quyết nhanh gọn
Và khi mà em cầm cái điện thoại trên tay, em có máy tính, em có những cái công cụ hỗ trợ tại cửa hàng em, thì em có thể giúp anh chị giải quyết được những cái vấn đề mà anh chị mong muốn. Còn trên video, thật sự khi mà làm giải quyết được một cái vấn đề nào đó là cả một vấn đề, chứ không phải là dễ dễ dàng như anh chị tưởng tượng. Chẳng hạn như nếu như anh chị xóa một cái tài khoản Samsung account mà anh chị không có tài khoản Google trùng với cái tài khoản Samsung account ở trên máy của anh chị, thì anh chị muốn xóa mà copy lại dữ liệu xong rồi xóa được cái tài khoản đó, thì đối với một người dùng bình thường là cả một vấn đề chứ không phải đơn giản như anh chị nghĩ. Thì đấy cũng là một cái ví dụ mà mong anh chị hiểu và thông cảm cho em. Em sẽ cố gắng làm những cái video thật hay, thật bổ ích, cũng như là mang tới cho khách hàng những cái phương pháp mà dễ thực hiện nhất tại nhà, không cần phải mang ra tiệm, tốn thời gian cho anh chị rồi tốn công sức vân vân, và còn cả tốn tiền nữa. Và qua điều này cũng mong anh chị đón nhận những cái tình cảm chân thành của em. Thì em xin thân ái chào tạm biệt tất cả các khán giả, chúc các khán giả luôn luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Đặc biệt là dịch này thì em mong các cô chú anh chị luôn giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Em xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.